Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Phương Thức Sàm Lấp. Hôm nay tôi Sàm Lấp sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một món ẩm thực dễ ăn dễ làm ở tại nhà nha mọi người. Hôm nay mình đã chuẩn bị một ít thịt dê nha mọi người. Đó, 200g thịt dê, một cải. Đây là ít nguyên liệu để kèm với một cải nha mọi người. Bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món dê xào một cải nha mọi người. Mọi người hãy theo dõi clip của mình để xem chế biến như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ thái chế biến dê ra. Mình sẽ chuyển sang bước nêm nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nêm ít bột ngọt vào đây. Đó, ít tiêu, một xíu đường, đã tươi ớt cho mọi người, cho ít dầu hào. Đó, đây là nước tương nha mọi người. Mình sẽ nêm tương, xong ít đường. Xong khi bây giờ mình sẽ trộn cái thịt lên nha mọi người cho nó thấm gia vị vào thịt cho mọi người. Đó, trong lúc chờ đợi gia vị nó thấm vào thịt thì bây giờ mình sẽ bắt chảo lên luộc cải thịt chín nha mọi người. Đây, mình sẽ luộc cái này. Khi công đoạn luộc bông cải mình đã xong rồi mọi người, bây giờ mình sẽ vớt bông cải ra để cho nó ráo cho mọi người. Bây giờ để công đoạn luộc tỏi với lại xào thịt cho mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ đây là cái món dê xào bông cải của mình đã xong nha mọi người. Mọi người xem video của mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Tôi Sàm Lấp xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.